cho các bạn, đây là hệ thống karaoke di động Tusun Q7GV, các bạn có thể gọi nó là Tusun Q7 Gò Vấp gì đó. Thì đây là hệ thống karaoke cá nhân rất là tuyệt vời. Tất cả chỉ có một cái mic, và cái mic này nó có gắn thêm một cái hệ thống loa cũng như là hệ thống nhận Bluetooth. Thì việc của mình là gì? Mình chỉ cần lên trên YouTube, mình tìm một cái bài karaoke nào đó nó có, và mình kết nối Bluetooth với lại cái mic này, và sau đó mình hát thôi, nhạc sẽ phát ra cái loa này đó. Và không chỉ trên YouTube, và có rất là nhiều ứng dụng khác để các bạn có thể ứng dụng karaoke, các bạn cài vào sau đó các bạn hát karaoke. Mình đôi khi cảm thấy rất là phiền bởi vì là hàng xóm mình hát karaoke bằng những cái dàn máy rất là to, và họ gào thét rất là điên cuồng và nghe rất là khó chịu, bởi vì không những họ hát dở mà họ hát cả những cái bài hát mình không thích nữa, nên mình không thấy hay. Thì cái này rất là hay, cái này chỉ có 750.000, mình thấy trên Nhật Tảo bán 750.000 ngoài Hà Nội, còn mình mua trong Sài Gòn là 850.000. Thì với cái hệ thống này nè, ngày mai mình sẽ mua và mình tặng cho cái anh hàng xóm hát karaoke nhà mình, và từ đó trở đi anh sẽ hát trên cái này, anh có gào to cỡ nào to thì nó không có ảnh hưởng đến mình đó. Giờ đó là cái này rất là tuyệt vời, nó giúp các bạn có thể thỏa mãn cái đam mê ca hát và không phiền đến những người khác, như vậy thôi. Cái này nó có cổng USB để sạc pin cho nó, mình lấy sạc ở đây, và trên đây có một cổng USB cái đó, mình không biết nó làm gì cả, cắm nhạc và nó không chạy, và nó có thể pair được với lại iPhone hoặc là Android qua Bluetooth. Thì các bạn có thể dễ dàng tìm được những cái nội dung karaoke, các bạn nên chuyển lên YouTube, các bạn gõ như là dấu chân địa đàng, hoặc là các bạn thêm một cái khoảng cách là karaoke, thì nó có rất là nhiều bài hát ở trên đó, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Miên, tiếng Tàu, có đủ cả. Và các bạn nếu muốn chơi offline á, các bạn vào quán cà phê thì đấy, các bạn có wifi, các bạn tải ứng dụng về, sau đó về nhà các bạn chơi mà không cần phải chơi online, thì các bạn có thể có rất là nhiều ứng dụng karaoke lên App Store hay là Google Play Store, các bạn tìm cái karaoke thì nó sẽ ra rất là nhiều app của tiếng Việt luôn, rất là tuyệt vời. Thì về cái mình nói lại tiếp hệ thống này nè, chất lượng thì không tốt lắm, các cổng USB lệch lạc, rồi những cái build này nó bằng nhựa thôi, nhìn giống như là kim loại, thực chất nó là xi mạ. Tuy nhiên mình thấy là cái mục đích tồn tại của nó rất là tuyệt vời, và cũng được. Nói chung các bạn có thể dùng ở trong nhà mình, hát ở văn phòng, hoặc các bạn có thể đi chơi, các bạn mang theo hát mà các bạn không sợ các bạn sẽ làm phiền người khác. Và bởi vì cái loa nó ngay đây nè, đó giờ đó là chúng ta sẽ cảm nhận được chúng ta hát, giống như là cái loa monitor vậy, ra sân khấu có cái loa monitor, các bạn sẽ thấy được người các bạn hát như thế nào. Còn nếu các bạn dùng cái dàn máy các bạn hát á, đôi khi các bạn không có nghe được các bạn hát cái gì, cho nên các bạn hát nó quá mức, hoặc là các bạn hát nó sai, và các bạn vẫn cố gắng các bạn hát. Trong khi với cái hệ thống karaoke này, các bạn cảm nhận được ngay mình hát thế nào, rất là hay. Ngựa buồn bó người đi chung chân đã bao lần, nửa đêm đó lời ca già lan như ngại ngùng, cùng ô tôi loài sâu hát bên tiếng ca cuối cùng. Trong những cái app karaoke nó cho các bạn chỉnh to luôn, giọng cao giọng thấp gì thì được hết, ở trên YouTube thì không. Rồi, cảm ơn các bạn.